với những cái thông tin và những cái nội dung rất là tuyệt vời. Nếu như anh chị chúng ta đã là những nhà đầu tư của tập đoàn công nghệ UST rồi thì đây sẽ là những cái điều mà giúp đúng không ạ? Lời đầu tiên thì cũng cho vui xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể tất cả anh chị chúng ta đang theo dõi cái buổi livestream chia sẻ của Vui Nguyễn trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Vui Nguyễn sẽ chia sẻ với anh chị về một chủ đề có tên là chúng ta sẽ cập nhật thông tin về tập đoàn công nghệ UST. Cái thứ hai là chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện đó là đầu tư góp vốn cho doanh nghiệp, đúng không ạ? Làm chúng ta chỉ đầu tư một lần thôi nhưng chúng ta có thể hưởng trọn đời, thậm chí là đời con đời cháu của chúng ta đó anh chị. Bởi vì ngày hôm nay Vương Nguyễn đang nói chuyện với anh chị là về một cái thương vụ đầu tư để chúng ta nắm giữ và chúng ta sở hữu tài sản đó. Và bản thân Vương Nguyễn cũng là một trong số cổ đông của tập đoàn công nghệ UST từ những năm 2020 anh chị ạ. Và đến bây giờ thì Vui cũng đang là đối tác phát triển nguồn vốn cho doanh nghiệp này cũng cách đây mấy năm nay rồi anh chị đó. Và công việc thường ngày của mình vẫn luôn lan tỏa và chia sẻ những cái kiến thức, những cái giá trị của việc đầu tư đó. Ngoài ra thì cũng làm sao mà để giúp cho anh chị chúng ta có những cái tư duy đúng về cái cách mà chúng ta vận hành cái đồng tiền của mình ấy, để làm sao mà từ một cái số vốn nhỏ chúng ta có thể nắm giữ được cái tài sản này, đúng không ạ? Từ một công việc rất là bình thường chúng ta cũng có cơ hội nắm giữ tài sản, hay là từ một cái số tiền lương rất là ít ỏi của mình chúng ta cũng có cơ hội để chúng ta bứt phá, hay là từ một cái công việc rất là bình thường trong xã hội này chúng ta vẫn có cơ hội tự do tài chính và chúng ta có cơ hội sở hữu cái tài sản mà giúp cho chúng ta tăng trưởng lớn, đúng không anh chị? Bởi vì bản chất không phải là người giàu tự dưng giàu lên đâu anh chị, chỉ đơn giản là họ biết cách, có những cách vận hành tài chính cá nhân chuẩn, đó là người ta biết bí kíp, biết công thức
thì chúng ta vận hành theo những cái chiến lược đó của những người thành công thì chắc chắn là anh chị đều có cơ hội thành công và giàu có. Bởi vì nếu như anh chị chưa từng biết tới tư duy tài chính thì đôi chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sinh ra trong một gia đình bình thường thì chúng ta rất là khó có thể trở nên giàu có thành công đấy anh chị. Nhưng thông qua cái bộ game Top Follow ấy mà Vui Nguyễn được chơi, hay là rất là nhiều người trong cộng đồng Unikai của Vui Nguyễn ở tại Việt Nam cũng có được chơi cái bộ game này, thì mọi người càng ngày càng hình thành rõ hơn và thấy rõ hơn được rằng là cái sự lựa chọn của mình đang là đúng, tức là cái sự lựa chọn đầu tư góp vốn cho tập đoàn công nghệ UST ấy anh chị đó. Và họ thấy rằng là mặc dù ở trước đây họ chưa biết đến cái trò chơi game này, nhưng họ được ai đó chia sẻ cho họ cái cơ hội góp vốn cùng tập đoàn công nghệ UST đó, và đầu tiên họ lựa chọn, đúng không ạ? Họ lựa chọn bởi vì là họ thấy được rằng là ngày trước thì những người giàu có họ đang vận hành cái số tiền của mình như thế, nhưng khi mà tổ chức team chiến lược đã phát hiện ra được cái bộ game của Cup Follow của tỷ phú Robert Kiyosaki và áp dụng cho mọi người chơi, thì mọi người sẽ lại càng hình thành rõ hơn rằng là mọi người đang đi đúng theo cái lộ trình để mọi người có thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của mình ở tại công việc hiện tại mà họ đang làm, hay chính những cái gia đình mà họ đang, tức là chính những cái cuộc sống hàng ngày của họ đang gặp phải, và đến bây giờ thì họ đang vận hành tiền theo cách đó là họ sở hữu những cái cơ hội mang tính chất tăng trưởng cái lợi nhuận cao. Đúng anh chị, ngày hôm nay nếu như anh chị hỏi rằng là đầu tư vàng tốt không, hay đầu tư đất tốt không, hay đầu tư cổ phần doanh nghiệp, hay đầu tư forex, hay chứng khoán, hay coin, đầu tư cái gì là tốt nhất rồi anh chị. Vậy thì hay là có những người bảo rằng là đất vẫn là tốt nhất, hay là vàng vẫn là tốt nhất. Tốt nhất là gì? Nếu như mà đầu tư tốt nhất đối với em Vui, hay là đối với một, hay là anh Phạm Tuấn Sơn có chia sẻ một điều rằng ấy, ngày hôm nay vàng hay đất hay là cổ phần doanh nghiệp cũng như thế thôi, đúng không ạ? Đầu tư vào thương vụ là tốt nhất thì nó phải là có cái sự tăng trưởng tốt nhất đó, chứ không phải là đất là tốt nhất, đúng không anh chị? Ví dụ anh chị bảo rằng là đầu tư bất động sản cho thuê và đầu tư đầu tư căn hộ cho thuê, hay đầu tư những cái mảnh đất bình thường, thì đầu tư cái gì là tốt hơn? Đầu tư căn hộ cho thuê, hay là đầu tư những cái căn hộ ở vị trí đắc địa, hay là những cái mảnh đất ở vị trí đắc địa, thì cái nào tốt hơn? Và có những người họ bảo rằng là nếu như mình đầu tư vào căn hộ cho thuê chẳng hạn,
thì với cái giá cho thuê là cứ cho căn hộ đấy nó mua khoảng 3 tỷ cho thuê khoảng 10 triệu một tháng đi, thì tỷ suất một lợi nhuận một năm là 120 triệu, đúng không anh chị? Đó. Với lại nếu như anh chị mua một cái mảnh đất đắc địa ở một nơi nào đó, vị trí đắc địa khoảng 3 tỷ chẳng hạn, nhưng năm sau nó có thể tăng lên 3 tỷ rưỡi hoặc là 4 tỷ, thì cái tỷ suất lợi nhuận nó vẫn tốt hơn, đúng không anh chị? Đó, vậy thì cái câu chuyện ở đây đó là mình đầu tư từ cái số tiền của mình có, thì mình phải lựa chọn cái kênh nào nó có tỷ suất lợi nhuận tốt thì đầu tư vào cái đấy nó sẽ là tốt đó, chứ không có cái gì tốt hơn hay là tốt nhất cả. Cái quan trọng nhất là mình biết cách lựa chọn cho mình những cái thương vụ đầu tư nó phù hợp với cái khả năng tài chính của mình ở tại thời điểm hiện tại. Đối với Vương Nguyễn thì tại thời điểm này mình cũng chưa có sở hữu bất động sản, nhưng tại thời điểm này thì mình đang tập trung cho cái việc đó là sở hữu cổ phần doanh nghiệp, trong cái thời điểm mà nó đang cho chúng ta được phép góp vốn thấp hơn với cái giá trị thực tại của nó, để làm sao mà mình có được cái cơ hội tăng trưởng với tài sản lớn đó. Xin chào Hồng Phong, xin chào anh Trung Thành, xin chào anh Triệu Ba, xin chào anh Bốn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Đó, vậy thì với Vương Nguyễn tại thời điểm này thì cái việc đó là mình phải đầu tư vào cái thương vụ nào đó mà nó sẽ giúp cho mình tăng trưởng cái tỷ suất lợi nhuận của mình lên ấy. Đó, nó giống như cái việc đó là nếu như chúng ta có 10 triệu hay 100 triệu là chúng ta không thể mua đất và mua vàng, thì cũng sẽ không bao giờ có cho anh chị cái tỷ suất lợi nhuận cao trong khoảng một vài năm hay là trong vòng 5 đến 10 năm. Nếu như nó có tăng trưởng thì nó chỉ tăng theo cái sự lạm phát thôi, đúng không anh chị? Nó chỉ giúp cho cái đồng tiền của anh chị tránh được cái sự mất giá thôi. Đó, còn nếu như nói về cái sự tỷ suất lợi nhuận thì nó sẽ chưa có cao, đúng không anh chị? Chưa có cao. Vậy thì nếu như mà anh chị bảo đầu tư vàng là tốt nhất hay bất động sản là tốt nhất hay cái gì là tốt nhất, thì cái quan trọng chúng ta phải nhìn vào cái tỷ suất lợi nhuận của nó. Đó, vậy thì đối với cái việc đầu tư góp vốn cho doanh nghiệp ấy, mặc dù bây giờ anh chị chưa nhìn thấy cái sức mạnh khi mà nó IPO đâu, bởi vì anh chị chưa trải qua cảm giác đó. Nhưng nếu như anh chị đã từng chơi game Top Follow và thông qua cái bộ game đấy, thì anh chị sẽ được trải nghiệm cảm giác đó là từ một đồng nó có thể x lên tới 40 lần anh chị. Đó, đấy là những cái cổ phiếu đã lên sàn rồi nó còn có cái sự tăng trưởng lớn như thế. Còn nếu như anh chị được nắm giữ những cái thương vụ mà trước khi IPO mà cái giá nó thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tại của nó, thì em vui tin chắc chắn rằng là anh chị sẽ có cổ ích nhiều lần cái tài sản của mình, và cái tỷ suất lợi nhuận nó sẽ rất là lớn. Đó, nó có thể tăng lên vài chục lần, thậm chí vài trăm lần là chuyện hết sức bình thường nếu như chúng ta lựa chọn đúng những cái cơ hội. Đó, vậy thì anh chị biết không, sáng ngày hôm nay thì em vui có chơi một cái bàn game Top Follow cùng với một số anh chị nữa, và trong đó có một em trai sinh năm 2005. Và em ấy lần đầu tiên chơi cái bộ game này. Và anh chị biết không ạ, từ một cái thương vụ nắm giữ cổ phiếu của em ấy thôi mà nắm giữ trong tay là 12 triệu đô la Mỹ. 12 triệu đô la, anh chị đấy kinh khủng không ạ? Rất là kinh khủng anh chị. Từ một cái số tiền góp vốn cho doanh nghiệp và tạo ra được 12 triệu đô la Mỹ. Đó, thì đấy là cái việc đó là nếu như không trải nghiệm, chúng ta sẽ không bao giờ trải qua được cảm giác mà chúng ta không biết rằng là thì ra người giàu họ lại có được cái cách vận hành tiền thông minh như thế. Và với Vương Nguyễn cũng như thế anh chị. Vương Nguyễn không tập trung vào những cái thứ mà, tức là mình không chạy theo. Không phải là mọi người cứ bảo là anh chị cứ bảo rằng là đầu tư vào đất này hay là đầu tư vào vàng thì tôi cầm nắm được tất cả mọi thứ đó anh chị. Nhưng cái tỷ suất lợi nhuận của nó không cao. Nếu như mà 3 tỷ, đúng không ạ, 3 tỷ anh chị mua một cái căn chung cư, anh chị cho thuê 10 triệu, một năm được 120 triệu thì nó cũng chỉ đâu đó nó tăng, nó sẽ giúp cho anh chị là chống được lại cái lạm phát của đồng tiền và anh chị giữ được cái số tiền của mình thôi, đúng không anh chị? Đó, vậy thì nếu như mà anh chị biết cách đầu tư và
đó. Còn không, anh chị ngày hôm nay anh chị nghe vui đầu tư, chia sẻ về USDA, anh chị đầu tư xong một vài năm sau tự dưng anh chị thắng được một số tiền lớn và anh chị thanh bán hết cái số tài sản đấy đi, và anh chị lại bắt đầu làm ăn kinh doanh và không có kinh nghiệm kiến thức, và anh chị lại đánh mất cái số tiền đấy thôi anh chị. Đó nên là anh chị cần phải trau dồi cho mình, ngoài việc anh chị kiếm tiền ra thì cần phải nâng cao, phát triển bản thân mình lên, thì đấy là cái điều mà sẽ giúp cho anh chị có thể tạo ra được nhiều tiền hơn và vận hành được cái tài chính của mình tốt nhất anh chị ạ. Đó, vậy thì đối với doanh nghiệp Unikai, bản thân Vương Nguyễn lựa chọn mình không chỉ đơn giản là nhà đầu tư nữa, mình không chỉ đơn giản là mình góp vốn nữa, mà mình còn phải trở thành những cái người mà mình tìm hiểu và những cái thông tin để làm sao mà mình có thể giúp cho chính bản thân mình hiểu được rằng là cái số tiền của mình đang đầu tư vào đây nó có thực sự là an toàn, thực sự là giá trị và thực sự là giúp cho mình không có lo bị mất tiền hay không, đúng không ạ? Đó, bởi vì có rất là nhiều anh chị là tin tưởng một ai đấy đầu tư vào nhưng không bao giờ cập nhật thông tin, và khi mà nghe người ta nói xấu một cái thôi hay nghe những cái thông tin tiêu cực một phát thôi là anh chị gọi gần như kiểu anh chị kiểu như kiểu bị sừng cổ lên ấy, sừng cổ lên đấy anh chị. Đó, bảo là đòi lại tiền rồi tất cả mọi thứ, rồi là không đầu tư nữa, rồi bán hộ chị, rồi là lừa đảo tất cả mọi thứ, vân 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 vân, đúng không anh chị? Đó, nó chỉ đơn giản là nó không có kiến thức, không có thông tin thì sẽ bị người khác, khi mà người khác người ta nói một cái thôi là chúng ta kiểu bị lung lay ngay anh chị. Đó, đúng không ạ? Đó, vậy thì anh chị cần phải cập nhật cả thông tin, đúng không anh chị? Xin chào anh Trần Hiển, xin chào anh Dượng Đăng, xin chào em Như Quỳnh, xin chào chị Diệu Diệu, xin chào anh Đăng Huệ. Đó, vậy thì ngày hôm nay là ngày 21 tháng 5, thì Vương Nguyễn có cập nhật một số các thông tin và mong muốn được chia sẻ cho anh chị. Đó, ngày hôm nay thì công ty Uscovoli, anh chị, Uscovoli là công ty thương mại cái sản phẩm USD của chúng ta ở tại UAE anh chị. Đó, và công ty Uscovoli và TP World thảo luận việc tích hợp cổng mang tính cách mạng với công nghệ chuỗi Unikai. Và Uscovoli này nó là cái công ty thương mại đặt tại UAE để làm sao mà nó sẽ giúp cho cái quá trình thương mại của tập đoàn công nghệ UST của chúng ta diễn ra được tốt nhất anh chị. Bởi vì anh chị biết rồi, nếu như bây giờ mà để mà sang được Nga ấy, thì cái việc sang được Nga thì các nước người ta sang đấy cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ mất rất là nhiều thời gian, mất rất là nhiều tài chính, và đặc biệt là nó sẽ không thuận lợi. Nhưng nếu như ở tại UAE thì toàn bộ tất cả mọi chính phủ quốc gia trên toàn thế giới họ đều có thể trở về tại UAE, bởi vì UAE là một trong số những cái đất nước mà rất là hậu thuẫn rất nhiều cho tất cả các doanh nghiệp đó. Và chính vì thế mà khi mà công ty Uscovoli của chúng ta là công ty thương mại đặt tại UAE thì đấy là một trong số những điều rất là tuyệt vời, bởi vì nó sẽ giúp cho hầu hết tất cả các chính phủ quốc gia người ta sẽ có thể đến tới UAE một cách thuận lợi hơn, để người ta có thể trải nghiệm cái việc đi trên con tàu Unikai của chúng ta này. Ngoài ra thì họ sẽ có những cái quá trình làm việc nó sẽ được thuận lợi và tốt hơn anh chị nhé. Đó, em xin chào chị Nguyễn Mỹ, xin chào anh Lương Xuân Miến, xin chào anh Nguyễn Nam Tuyến, cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Đó, vậy thì ngày hôm nay thì giám đốc điều hành của Uscovoli là ông Oleg ấy, đã gặp gỡ các đại diện của DP World, một trong số nhà khai thác cảng hàng đầu thế giới tại văn phòng Mumbai của họ ở Ấn Độ. Và cuộc họp thì nhằm cái mục đích tìm hiểu được cái sự tích hợp của Unikai Chain Technology, viết tắt là UST anh chị, vào các dự án cảng hiện tại và sắp tới. Và trọng tâm chính là các lợi thế của UST và các thành phần của nó, gồm các mẫu tàu như Ucon này, Uchak này và Uchan này, và nhấn mạnh cách Uchak và Uchan có thể hợp lý hóa hoạt động hậu cần và vận chuyển nguyên liệu thô, cung cấp các giải pháp hiệu quả cho hoạt động cảng. Ngoài ra thì Ucon có thể đóng vai trò là giải pháp lý tưởng để vận chuyển hàng hóa đến ga đường sắt trong cảng hoặc đến ga container của quốc tế. Tức là người ta đang bàn về câu chuyện đó là về nhấn mạnh về cái vận tải cảng biển anh chị. Trong thời gian vừa qua thì có thể chúng ta đang theo dõi là chúng ta đang phát triển rất là mạnh mẽ về cái vận tải hành khách. Đó là vận tải hành khách đúng không anh chị? Và ngày hôm nay thì người ta đang làm việc đó là nói đến cái vận tải cảng biển. Và vận tải cảng biển cũng sẽ là một trong số những cái loại vận tải nó sẽ cực kỳ hot và được rất là nhiều các nước người ta sẽ quan tâm.
Bởi vì anh chị hình dung là nếu như mà có vận tải cảng biển thì cái việc diễn cái việc diễn ra vận chuyển hàng hóa ở từ nước ngoài về tại Việt Nam hay là từ đất nước này sang đất nước khác ấy, nó sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn rất là nhiều, đặc biệt hơn nó sẽ nhanh hơn rất nhiều và cái chi phí nó rẻ hơn rất nhiều đấy anh chị. Bởi vì cái việc mà khi mà ở tập đoàn công nghệ UST của chúng ta, người ta phát triển ra cái loại hình này bởi vì chính cái loại hình UST của chúng ta nó là bao gồm rất là nhiều loại phương tiện giao thông khác nhau, loại hình vận tải khác nhau, nhưng nó có một cái điều mà nó có thể đáp ứng được cho toàn bộ thế giới, là cái chi phí xây dựng rất rẻ, mà cái sự an toàn cực kỳ cao, mà cái tốc độ di chuyển rất là nhanh đấy anh chị. Đó, đấy là lý do vì sao mà UST của chúng ta nó sẽ là một cái loại hình phương tiện giao thông mà cả thế giới, dù bạn không dùng loại hình này, không dùng loại hình kia, thì nó sẽ thì kiểu gì bạn cũng sẽ dùng một trong số các loại hình vận tải đấy, đúng không? Có thể bạn không sử dụng hành khách thì kiểu gì bạn cũng sẽ cần phải sử dụng để vận chuyển hàng hóa. Nó sẽ rẻ hơn rất nhiều và đặc biệt là nó sẽ đỡ rất là nhiều những cái tuyến xe to vận tải hóa ở ngoài đường luôn anh chị. Đó, ngay tại Việt Nam anh chị thấy không, những cái con container nó rất là to, nó rất là lớn và nó chiếm dụng rất là nhiều những cái quá trình tham gia giao thông của tất cả chúng ta đúng anh chị. Vậy thì trong tương lai, dù vận tải cảng biển này hay là vận tải hàng hóa thì nó đều phát triển song song với nhau, và em vui nghĩ rằng là nó sẽ phát triển rất là nhanh và rất là mạnh mẽ, bởi vì là nó sẽ tối ưu được cái quá trình vận chuyển về cái chi phí và cái tốc độ di chuyển nó rất là nhanh anh chị. Anh chị cứ để ý mà xem, nếu như mà ở tại Việt Nam mà vận chuyển hàng hóa từ Hà Nội mà lên những cái nơi ví dụ như đèo hoặc là đồi núi anh chị, thì cái quá trình mà đặc biệt là những cái xe mà chở nguyên vật liệu mà đi lên những cái tuyến như Lai Châu, Sapa anh chị, nó đi với tốc độ là chậm hơn cả chúng ta đi bộ luôn anh chị, đúng không? Đó, nên là cái việc vận chuyển nó mất rất là nhiều thời gian. Vậy thì nếu như anh chị tưởng tượng rằng là nếu cho các nước có thể khai thác được cái quá trình vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài về tại đất nước của họ, nó sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn rất là nhiều. Đó, và anh chị hỏi tiền ở đâu, tiền ở đấy đấy anh chị. Nếu như mà chúng ta có các hợp đồng thương mại liên quan đến cả vận tải cảng biển nữa, thì thực sự rằng là cái tốc độ mà chúng ta tạo ra được cái lợi nhuận cho doanh nghiệp nó sẽ rất là nhanh và đặc biệt là rất là lớn anh chị nhé. Rồi cái tiếp theo đó là hôm ngày hôm qua ấy, thì ngày mấy ngày hôm đợt trước ấy, em vui có nói rằng là chúng ta đang có một cái triển lãm đúng không anh chị, một cái triển lãm ở tại Atka Khaima anh chị. Tức là cái tham dự cái triển lãm này thì công nghệ của chúng ta là được tham gia cái triển lãm diễn đàn hệ giao thông thông minh lớn nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2024. Đó, và anh chị hình dung rằng là nếu như anh chị nào trong suốt thời gian qua hoặc là trong suốt nhiều năm qua, anh chị vẫn nghĩ rằng là UST đang tạo ra một cái doanh nghiệp để lừa đảo và huy động và lừa tiền của anh chị, thì anh chị hãy tập trung vào những cái thông tin này anh chị nhé. Bởi vì là thông tin là tiền. Cái doanh nghiệp của chúng ta ấy là đã được
tham gia rất là nhiều các triển lãm ở hầu hết tất cả quốc gia trên toàn thế giới, từ Berlin cho tới Singapore. Và một cái triển lãm lớn nhất là tại gần đây nhất, đó là cái triển lãm lớn nhất ở tại Berlin, Đức. Đó, ngoài ra thì ngày hôm nay đó thì tập đoàn chúng ta cũng có cơ hội, ngày hôm qua thì là tham gia triển lãm cái sản trình diễn sản phẩm độc quyền tại diễn đàn hệ thống giao thông thông minh lớn nhất châu Á Thái Bình Dương, anh chị. Đó, để trình diễn cái sản phẩm công nghệ của mình. Và đấy là cái thông tin rất là tuyệt vời. Và hỏi rằng nếu như đấy là một doanh nghiệp nó không thực sự có thật, nó không thực sự vận hành, thì làm sao được đưa vào trong cái triển lãm này để có thể triển lãm cái công nghệ này. Và các quốc gia người ta đều biết và đều nhìn thấy, anh chị. Thực ra nhiều khi anh chị cứ đang bị gọi là đang bị ngộ, bởi vì sao ạ? Anh chị cứ nghĩ rằng là doanh nghiệp Unikai bị lừa đảo, lừa tiền của anh chị. Nhưng mà thực sự anh chị không hiểu ngộ rõ một điều rằng là chúng ta đang may mắn có cơ hội được góp vốn cho doanh nghiệp này ấy. Bởi vì từ trước đến nay là rất là ít người chúng ta được góp vốn vào các doanh nghiệp. Hay thậm chí là tại Việt Nam thực sự không có doanh nghiệp nào để anh chị có cơ hội được góp vốn nếu như anh chị không làm việc cho những cái doanh nghiệp ở tại Việt Nam. Hay là anh chị không là công nhân hoặc là những cái công nhân của những cái doanh nghiệp đó, thì bình thường có khi anh chị làm việc cho những cái xí nghiệp, những cái doanh nghiệp tại Việt Nam, thì có khi anh chị sẽ có cơ hội được mua cổ phần của doanh nghiệp đó. Còn ngoài ra những người khác thì không bao giờ có cái cơ hội được biết tới cái việc nắm giữ và sở hữu cổ phần doanh nghiệp luôn. Chính vì thế mà khi anh chị bị ngộ rằng là cái doanh nghiệp nào huy động vốn của anh chị là nó lừa đảo, nhưng mà thực sự là do anh chị chưa biết thôi. Bởi vì thực sự là cái việc đầu tư góp vốn cho doanh nghiệp ấy, nó đã có ở hầu hết các cục ở nước ngoài rất là nhiều. Và xuất phát là Mỹ là một trong số đất nước mà người ta làm cái điều này trong suốt vài chục năm trở lại đây rồi đó, chứ không phải chỉ đơn giản là nó mới xuất hiện đâu. Còn ở tại Việt Nam thì chẳng qua mấy năm nay anh chị may mắn có được những người thân bạn bè của mình cho anh chị có cơ hội được tìm hiểu cái cơ hội này, anh chị góp vốn vào. Và anh chị cứ nghĩ rằng là doanh nghiệp lừa, anh chị phải bảo cảm thấy quá là may mắn, bởi vì anh chị đang được góp vốn vào đây, anh chị. Một doanh nghiệp mà được triển lãm ở rất nhiều các sự kiện đẳng cấp như thế, và được triển lãm gần đây nhất là triển lãm giao thông thông minh lớn nhất ở tại châu Á Thái Bình Dương, anh chị. Và cái triển lãm này nó không chỉ đơn giản là mỗi tập đoàn Unikai, nó có rất nhiều các doanh nghiệp về đổi mới giao thông trong lĩnh vực vận tải. Và doanh nghiệp Unikai của chúng ta là một trong số doanh nghiệp mà được chính UAE người ta đem đi triển lãm những cái sự kiện đẳng cấp trên thế giới như thế này, đúng không ạ? Anh Sơn Thủy có hỏi rằng là đầu tư như thế nào để em. Thực ra thì cái việc đầu tư góp vốn cho doanh nghiệp này nó cũng cực kỳ đơn giản, nó cũng không quá phức tạp. Chính vì thế mà nhiều anh chị chúng ta không hiểu thì anh chị cũng cảm thấy rằng là sợ hoặc là gì đấy. Nhưng thực sự là doanh nghiệp Unikai của chúng ta phải làm theo cái cách huy động vốn crowdfunding đó, thì anh chị chúng ta mới có đủ thẩm quyền, đủ cơ, gọi là mới có đủ cái cơ hội để chúng ta có thể được góp vốn vào ấy. Nếu như nó không sử dụng crowdfunding thì rất khó để chúng ta có thể góp vốn được vào Unikai luôn. Bởi vì là thứ nhất là anh chị làm sao anh chị đi sang hẳn công ty, anh chị làm việc với công ty được, đúng không anh chị? Cái thứ hai nữa đó là khi mà sử dụng hình thức crowdfunding thì nó là cái hình thức mà được áp dụng, nó đã có từ năm 2011 khi mà tỷ phú ông Obama, anh chị. Đó là ông ý ra cái đạo luật shop, mà lúc đấy mới có crowdfunding, và lúc đấy thì anh chị em chúng ta mới có cơ hội được góp vốn vào. Đó, vậy thì nó phải huy động vốn theo hình thức crowdfunding thì chúng ta mới có cơ hội được góp vốn. Và crowdfunding là nó sẽ thông qua cái quỹ, và tập đoàn chúng ta sẽ làm việc cái quỹ uy tín, tức là cái quỹ đầu tư uy tín với doanh nghiệp của, tức là doanh nghiệp chúng ta sẽ làm việc với cái quỹ mà đầu tư uy tín để khi mà mọi người đầu tư vào, góp vốn vào đấy, thì cái việc những cái số tiền của anh chị nó sẽ tức là cái quỹ đấy nó sẽ huy động vốn về cho doanh nghiệp Unikai của chúng ta, và sau đó thì người ta sẽ đưa về cái doanh nghiệp và người ta sẽ bắt đầu phát triển cái công nghệ đó. Anh Chu Văn có bảo rằng ở Việt Nam rất người dân bình thường rất khó có thể cơ hội được góp vốn vào doanh nghiệp. Điều này là chính xác anh ạ, bởi vì trước đây không chỉ đơn giản là người dân Việt Nam mà là cả người dân ở trên toàn thế giới. Nếu như lúc đấy, thứ nhất là họ không có cái tài sản ròng là 1 triệu đô la một năm, hay là thu nhập không đạt khoảng 100 ngàn đô la một tháng, thì rất khó để mọi người có cơ hội được góp vốn vào những cái doanh nghiệp trước IPO, bởi vì mọi người không đủ điều kiện.
Đó, nhưng bây giờ khi mà có crowdfunding thì cái việc góp vốn vào doanh nghiệp nó diễn ra dễ dàng và thuận tiện hơn. Nhưng nó cũng sẽ gặp phải một vấn đề, đó là nhiều doanh nghiệp người ta sẽ lạm dụng và lừa đảo hoặc là huy động vốn trái phép của anh chị. Đó, chính vì thế mà lý do vì sao, đấy là lý do vì sao Vui Nguyễn luôn luôn phải nói với anh chị một điều rằng anh chị đầu tư là anh chị cần phải xem xét và đầu tư vào những cái người nào đó chia sẻ cho anh chị ấy. Cái cơ hội nó phải thực sự là có giá trị, là có tiềm năng, và nó phải có được những cái thông tin đến từ những cái quốc gia trên toàn thế giới, đúng không ạ? Chúng ta làm việc với các chính phủ quốc gia nó như thế nào thì thông tin nó rõ ràng như thế. Và đặc biệt là chúng ta có cái quỹ chúng ta đầu tư vào cũng được chính nhà sáng lập công nghệ Unikai chúng ta công bố trên cái trang Unikai Uniski.engineer, anh chị, đó là trang của nhà sáng lập. Và ông ấy đã công bố, nó giống như cái tài khoản ngày hôm nay ông muốn huy động vốn thì ông phải công bố cái tài khoản số, chính ông là người công bố cái số tài khoản đấy ra để chúng tôi có cơ hội được chúng ta góp vốn vào thì nó sẽ chuẩn nhất với anh chị. Vậy thì ông ấy cũng đã công bố và làm việc cái quỹ với quỹ Skyward Community, là cái quỹ huy động vốn cho tập đoàn, và chúng ta sẽ đầu tư thông cái quỹ đấy. Và thông qua quỹ đấy thì anh chị sẽ cần vào những cái thông tin cơ bản như là căn cước công dân hay mặt số điện thoại và Gmail để anh chị có thể đăng ký và xác minh cái tài khoản của mình trong vòng 24 giờ đồng hồ. Là công ty sẽ phải xác minh cái tài khoản chính chủ, và một công dân Việt Nam một căn cước thì chúng ta sẽ không thể lập hai tài khoản anh chị nhé. Tức là chúng ta chỉ được lập một duy nhất một tài khoản, nó là một cái tài sản của anh chị mà. Đó, nếu như anh chị đã đăng ký một cái tài khoản của mình ở đâu đấy rồi mà đầu tư rồi thì anh chị tiến hành lập tài khoản khác ở để anh chị đầu tư ấy, là nó không hợp lý và nó sẽ không xét duyệt cho anh chị, thậm chí anh chị bị khóa cả hai cái tài khoản luôn. Đó, nên là một người chỉ được mở một tài khoản duy nhất với cái thông tin chính chủ của mình, bởi vì đây là sở hữu tài sản chứ không phải là chúng ta mua bán một cái gì đó trái phép anh chị. Đó, mà chúng ta sở hữu tài sản nên cần những cái thông tin chính chủ như thế để chúng ta công ty nó sẽ xác minh và anh chị đủ điều kiện thì anh chị mới có cơ hội được đầu tư góp vốn vào anh chị ạ. Cảm ơn Như Quỳnh rất là nhiều. Anh Nguyễn Nam Tuyến, cựu tổng thống Mỹ Obama đúng không ạ? Đúng rồi, thì ông nghĩ là cựu tổng thống mà. Đó, tức là ông Obama thì ông ấy đã phát minh, tức là ông ấy đã ký cái đạo luật Jobs từ 2011 đấy, để làm sao mà từ lúc đấy các doanh nghiệp sẽ huy động vốn nó một cách nó dễ dàng hơn anh chị. Đó, bởi vì ngày trước nó chỉ huy động vốn từ những người giàu hay các quỹ thôi anh chị. Nhưng mà khi mà Unikai của chúng ta, anh chị biết không ạ, thực sự là trong cái quá trình mà doanh nghiệp phát triển ấy, người ta vừa phải phát triển công nghệ mà đồng nghĩa là người ta phải huy động vốn song song để phát triển cho cái dự án đấy. Bởi vì là với ngài chủ tịch của chúng ta, thời gian đầu làm việc nó cực kỳ là khó khăn và cực kỳ vất vả, bởi vì là có rất là nhiều người không có hiểu được những cái gì mà ông ấy đang làm và họ không tin, chính vì thế mà cũng không có ai cấp vốn cho cái việc cho doanh nghiệp tự phát triển cả. Nhưng mà chính những cái sự kiên trì, những cái sự khao khát và cái tâm của ông mong muốn cái xã hội này trở nên tốt hơn ấy, thì ông ấy đã tìm mọi cách và lựa chọn ra cái việc đó là huy động vốn cộng đồng, để không chỉ đơn giản là công ty huy động vốn mà ông còn mong muốn là giúp cho kể cả những cái người nghèo nhất trên thế giới này cũng có cơ hội được nắm giữ và sở hữu cổ phần. Bởi vì ông có nói một điều rằng là tôi không muốn người giàu thì ngày càng giàu lên mà người nghèo thì lại càng ngày càng nghèo đi, đúng không chị? Chính vì thế mà tôi muốn trao cái sở hữu trí tuệ cuộc đời tôi cho cộng đồng nhà đầu tư trên toàn thế giới, để làm sao mà tất cả mọi người chúng ta đều có cơ hội được góp vốn và sở hữu được cái tài sản của doanh nghiệp này anh chị ạ. Đó, và đấy là cái điều mà em Vui cảm thấy rất là tuyệt vời. Bởi vì khi mà có ngài thì Vui Nguyễn được góp vốn và được sở hữu cổ phần của doanh nghiệp này. Nó giống như khi mà em biết đến cái bộ game Cup Follow ấy, em nhận ra một điều rằng nó là không quan trọng là bạn xuất phát điểm như thế nào, chỉ cần bạn có được cái công thức, bạn biết được cái quy trình từ đâu tới đâu ấy, thì chúng ta sẽ có cơ hội được gọi là rút ngắn cái quá trình thành công của mình lại anh chị. Đặc biệt là các bạn trẻ, khi mà các bạn trẻ mà càng biết đến cái tư duy vận hành cái tài chính của mình và thay vì kiếm tiền sau đó tưởng thưởng cho chính bản thân mình, thì mình kiếm tiền tiết kiệm và mình ưu tiên cho việc đầu tư từ sớm, thì cái việc mà chúng ta sở hữu $1,000,000 đầu tiên và mình có cơ hội đạt được cái sự tự do về tài chính là sẽ xảy ra nếu như chúng ta biết cách vận hành cái tài chính của mình. Em cảm ơn anh Huỳnh Thanh rất là nhiều. Em xin chào anh Thanh Bùi. Xin chào chị Nguyễn Tết, xin chào anh Thương OST.
xin chào chị Hương Cao Thanh. Anh Nguyễn Nam Tuấn, Nguyễn Nam Tuyến, rất may khi có đạo luật shop nên chúng ta mới có cơ hội góp vốn, nắm giữ cổ phần vô cùng giá trị, đúng không anh chị? Đó, nên là anh chị phải giúp cho chính những người thân bạn bè của mình nắm giữ cổ phần anh chị nhá. Bởi vì giúp đỡ cho chính bản thân mình, đó, điều đấy rất là tuyệt vời rồi. Nhưng nếu như chúng ta giúp được cho những người thân xung quanh của mình cũng nắm giữ và sử dụng cổ phần của doanh nghiệp này, là chúng ta đang trao đi những cái giá trị tuyệt vời nhất. Đó, điều đấy sẽ là điều rất là giá trị. Có một anh ấy hỏi em rằng là nghèo thì lấy tiền đâu mà đầu tư đối anh chị. Thực ra cái câu hỏi của anh rất là hay và em cũng muốn mã hóa cho anh chị một chút về cái câu hỏi này anh chị nhé. Bởi vì rằng là từ trước đến nay, nếu như chúng ta chưa biết đến cái việc đó là đầu tư để làm giàu ấy, thì chúng ta cũng sẽ chưa biết cách quản lý cái tài chính cá nhân của mình đâu. Hầu như là chúng ta đi làm bao nhiêu là chúng ta tiêu hết bấy nhiêu. Tức là chúng ta làm như thế nào thì đến cuối tháng chúng ta cũng tiêu hết bằng đấy. Thậm chí là chưa hết tháng thì đã hết tiền. Và đến cuối tháng thì chúng ta hay nói với nhau rằng là ô, tháng này mình tiêu cái gì mà lại hết tiền hết rồi nhỉ? Đó, đúng ạ, cái câu hỏi này em mới nghĩ rằng là ai cũng hay hỏi. Ui giời, tháng này mình kiếm cũng nhiều tiền đấy nhỉ? Ô, tiền đâu mà hết rồi nhỉ, đúng anh chị? Đó, vậy thì em cũng vui cũng muốn tặng cho anh một cái quyển sách rất hay nha, rất hay. Nếu như anh có thời gian thì anh có thể mua về anh đọc. Đó là quyển sách Người Giàu Có Nhất Thành Babylon. Thì đây là một trong số cuốn sách mà sẽ giúp, tức là giúp cho từ một người thợ khắc chữ có cơ hội trở nên giàu có và thành công. Từ một người thợ khắc chữ anh chị. Và anh chị biết không ạ, với cuốn sách này thì anh chị chỉ cần đâu đó trích ra khoảng 10% trong cuốn sách. Thì người ta nói rằng hãy trích ra 10% thu nhập của mình mỗi tháng và đem đi đầu tư. Và chúng ta cứ làm những cái điều đó liên tục như thế. Từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác, anh chị tiết kiệm và anh chị đầu tư, thì anh chị sẽ có cơ hội tự do về tài chính và anh chị sẽ có cơ hội thành công. Bởi vì thực sự là, với lại có một cái câu, người giàu người ta rất là thông minh. Tức là bình thường anh chị đi làm, anh chị nhận lương, sau đó anh chị chi tiêu, đúng không ạ? Và còn bao nhiêu thì anh chị mới tiết kiệm đấy anh chị. Nhưng mà đa phần là chúng ta thường chi tiêu quá tay và chúng ta thường chi hết những cái số tiền mà chúng ta đang có, thậm chí còn chi nhiều hơn. Và đến khi chúng ta hết tiền chúng ta lại phải vay, và tháng sau chúng ta lại nhận lương và chúng ta lại phải trả nợ cho cái khoản vay đó. Nhưng người giàu họ sẽ vận hành tiền theo cách kiếm tiền, sau đó tiết kiệm, ưu tiên cho việc đầu tư trước anh chị. Sau đó thì mới ưu tiên cho chi phí, rồi chi phí cố định sinh hoạt thì nó vẫn phải có rồi. Nhưng anh chị hình dung rằng là cái việc chi tiêu nhiều hay ít, hay là tiết kiệm nhiều hay ít ấy, nó phụ thuộc vào chính bản thân mình thôi anh chị. Và em vui khuyên anh chị một điều rằng đó là khi mà chúng ta chưa giàu ấy, thì chúng ta cần phải chi phí sinh hoạt ít nhất có thể. Tức là chi phí chúng ta sẽ phải hạn chế mua những cái thứ mà nó không cần thiết anh chị. Mình chỉ ưu tiên cho những cái chi phí cần thiết nhất thôi anh chị. Còn ngoài ra chúng ta nên tập trung tiết kiệm được càng nhiều tiền càng tốt để chúng ta sở hữu những cái tài sản. Bởi vì cái có một cái điều rất là đáng buồn, đó là khi mà chúng ta có một cái cơ hội tốt nhưng mà chúng ta lại không có tiền để đầu tư anh chị. Giống như anh Sơn Thùy vừa hỏi đấy. Đó là biết là đầu tư thì tốt đấy nhưng mà không biết có tiền ở đâu để đầu tư đấy. Thì đấy là cái tình trạng chung của rất là nhiều người trên toàn thế giới này, chứ không phải chỉ đơn giản là anh ấy. Đó, bởi vì trước đây chúng ta chưa có cái tư duy đó anh chị. Và khi mà anh chị biết đến đầu tư thì ngay lập tức anh chị cần phải triển khai cái chiến lược đó. Anh chị hình dung rằng là nếu như chúng ta chỉ đi làm vì lương để kiếm tiền ấy, với cái thu nhập càng ngày càng tăng lên, hoặc là anh chị mong muốn cái mức lương cao hơn ấy, thì nó cũng sẽ không bao giờ giúp anh chị giàu lên đâu. Và đặc biệt là lương cao thì chi phí lại càng tăng cao. Cái điều này em vui phải dám công nhận một điều như thế luôn. Đó. Vậy thì anh chị hình dung rằng là, nhưng mà anh chị hình dung là anh chị kiếm ít tiền thì anh chị sẽ tiêu ít, và anh chị kiếm nhiều tiền thì anh chị sẽ tiêu nhiều. Giống như bây giờ, bình thường anh chị đang làm lương tháng 10 triệu một tháng, xong tự dưng dịch bệnh Covid nó xảy đến, công việc ít đi, anh chị đi làm một tháng đâu đó chỉ lương chỉ có 8 triệu đồng thôi, đúng không anh chị? Đó, và anh chị bị giảm đi mất khoảng 2 triệu một tháng. Nhưng anh chị cảm thấy anh chị vẫn sống được mà, đúng không? Anh chị vẫn chi tiêu mọi thứ vẫn ổn định trong khoảng 8 triệu đó mà, đúng không anh chị? Vậy thì cái câu chuyện đây em vui muốn nói ở đây đó là gì? Đó là khi mà chúng ta có tư duy tiết kiệm, chúng ta lương 10 triệu cũng ngay lập tức về chúng ta bỏ ra 2 đến 3 triệu đấy, chúng ta tiết kiệm luôn đi,
còn lại 7 triệu chúng ta chi phí sinh hoạt đúng không anh chị? Đó, vậy thì chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta sẽ có được cái số tiền để chúng ta có thể tích lũy được và chúng ta đi đầu tư. Và đấy là cái cách thông minh nhất. Nếu anh chị không tiết kiệm trước thì rất khó. Đặc biệt là đã tiết kiệm là không có động đến nó, không có động vào anh chị. Và anh chị hãy tư duy quản lý tiền của mình theo cái 6 chiếc lọ anh chị. Đó, tức là cái những cái chi phí phát sinh nó sẽ phải có những khoản dự phòng để cái gặp cái tình trạng đấy, khi anh chị gặp những cái chi phí phát sinh đó, ví dụ như mà bố mẹ hoặc là chính bản thân anh chị bị ốm đau chẳng hạn, thì anh chị cũng sẽ có khoản tiền đấy mà anh chị không cần phải phải động đến cái số tiền anh chị tiết kiệm ra để đầu tư, hay là không phải thanh lý những cái tài sản mà anh chị đang có sở hữu đó. Thì đấy là cái cách cực kỳ thông minh luôn anh chị, nhưng mà bấy lâu nay chúng ta không ai dạy chúng ta kể về cái cách vận hành tài chính. Trường học không bao giờ dạy chúng ta cái cách vận hành tài chính, họ chỉ dạy chúng ta biến chúng ta trở thành một người làm thuê chuyên nghiệp hơn với cái mức lương cao hơn thôi anh chị. Giống như chúng ta học hết cấp 3 thì mức lương 5-7 triệu, chúng ta học hết đại học thì lương 10-15 triệu đấy anh chị. Đó, hay là những cái ngành nghề nó có giá trị, hay là ngành nghề nó đòi hỏi những cái chất xám, hay là những cái gì đó nó công nghệ cao hơn thì có thể mức lương nó sẽ cao hơn thôi. Đó, nhưng mà suy cho cùng thì nó chỉ biến chúng ta trở thành một người làm thuê chuyên nghiệp hơn thôi, đúng không anh chị? Vậy thì cái câu chuyện đây đó là gì? Dù anh chị làm thuê hay là anh chị sử cái công việc bình thường nhất, anh chị vẫn có cơ hội trở nên giàu có. Thậm chí ngày hôm nay, khi mà trong cái buổi sáng ngày hôm nay, khi mà Vui Nguyễn chơi cái game Cup Follow á, và Vui Nguyễn làm một trong những ngành nghề mình bốc được, đó là giáo viên trung học, với cái mức lương hàng tháng đâu đó chỉ có khoảng 4.000 đô thôi anh chị, và với cái dòng tiền hàng tháng chỉ có 1.000 đô thôi anh chị. Đó, nhưng mà trong vòng khoảng 40 phút đầu tiên là mình đã vận hành cái số tiền đó thành công và mình tự do về tài chính luôn rồi. Thậm chí cái dòng tiền đó còn lớn hơn cả cái tổng chi phí hàng tháng của mình. Vậy thì mình mới rút ra được một bài học, đó là không quan trọng là bạn xuất phát điểm như thế nào, chỉ cần bạn biết cách, gọi là khi mà bạn ra đời, bạn gặp được đúng những cái cơ hội, bạn biết cách cái vận hành cái đồng tiền đó, thì bạn hoàn toàn có thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn và hoàn toàn từ một người bình thường nhất vẫn có cơ hội trở nên giàu có. Và Vui Nguyện cũng thấy mình cũng đang rất là may mắn, đó là từ một cô gái rất là trẻ, nhưng mà mình cũng đang nắm giữ được một trong số những cái cơ hội rất là tốt, đó chính là sở hữu cổ phần của tập đoàn công nghệ Unikai. Và mình đang thấy nó theo đúng cái quy trình luôn. Tức là khi mình nắm giữ cổ phần Unikai vài năm nữa, nó IPO lên 1 đô, lên 10 đô, thì cái tài sản của mình cũng tăng lên rất nhiều triệu đô. Và lúc đấy trong tay mình cũng có một cái lượng tiền mặt rất là lớn, cái tài sản rất là lớn. Lúc đấy mình có thể sở hữu thêm bất động sản, hoặc là mình có thể để đấy để nhận cổ tức, nó cũng sẽ tạo ra cái dòng tiền thu nhập thụ động. Và mình thấy rằng là khi mà mình có cái dòng tiền thu nhập thụ động rồi ấy, thì khi mình không đi làm nữa thì mình vẫn ổn định anh chị. Tức là mình không đi làm nữa thì cái dòng tiền đấy vẫn nhận như bình thường. Hay thậm chí chỉ đơn giản là khi mà mình thất nghiệp thì mình vẫn có được cái dòng tiền thu nhập thụ động đó đến từ những cái tài sản của mình. Và đấy là cái điều mà Vui Nguyễn cảm thấy nó rất là tuyệt vời nếu như tất cả anh chị chúng ta đang nắm giữ cổ phần doanh nghiệp này. Và không quan trọng là anh chị nhiều tuổi hay ít tuổi, không quan trọng lớn hay già hay là trẻ, chỉ cần chúng ta biết mà nắm được cổ phần của Unikai thôi thì nó cũng sẽ là một cái thương vụ IPO đình đám nhất trong lịch sử từ trước đến nay anh chị nhá. Đó, nó sẽ là một trong số thương vụ đình đám nhất lịch sử anh chị ạ. Bởi vì thực sự em Vui thấy rằng là cơ hội này quá tuyệt vời luôn. Em xin chào anh Đình Trường, xin chào chị Hương Việt, xin chào chị Trang Nguyễn, xin chào chị Hồng Tươi, xin chào chị Khay, xin chào chị Tuyết Trần, xin chào chị Hằng Trần nhá, xin chào anh Phùng Trung Thành. Đó, tức là anh chị hình dung rằng là thực sự rằng nếu như mà chúng ta nắm giữ được cổ phần Unikai thì thực sự nó quá là tuyệt vời luôn anh chị. Và có một cái điều đặc biệt nữa này, đó là không quan trọng là anh chị nắm giữ ở cái giá bao nhiêu, mà quan trọng là anh chị bán ở giá bao nhiêu anh chị nhé. Tức là ngày hôm nay có những người họ sẽ đầu tư từ rất là sớm, có những người họ năm nay họ mới đầu tư, có những người chúng ta gọi là có những người đầu tư ở những cái thời điểm nó có khuyến mại thì chúng ta được nhiều cổ phần hơn, có những cái thời điểm mà không có chương trình gì chúng ta sẽ được ít cổ phần hơn. Nhưng chung quy một điều rằng, rút ra một bài học, đó là không quan trọng anh chị mua ở giá nào, chỉ cần anh chị mua được ở cái giá nó thấp hơn so với giá trị thực tại của nó thôi, thì chắc chắn anh chị đều nhân cái tài sản của mình lên rất lớn. Cái quan trọng là giá bán anh chị. Không quan trọng anh chị mua ở giá nào, quan trọng anh chị bán ở giá nào mới gọi là quan trọng. Bởi vì là nếu như anh chị mua được giá rẻ
nhưng mà nó lên phát anh chị bán cũng chẳng chẳng bằng nếu như anh chị sở hữu nhiều cổ phần, nhưng anh chị mua được cái giá rẻ, và khi anh chị nó lên sàn phát anh chị bán thì cũng không bằng cái thằng mà có ít cổ phần, nhưng nó để nó lên những cái giá nhiều nhiều trăm đô, nhiều nghìn đô chẳng hạn, đúng không ạ? Đó thì Vui Nguyễn chia sẻ anh chị một cái điều như thế, anh chị đừng chăm chăm rằng là khi nó IPO anh chị bán, bởi vì anh chị có nhiều cổ phần anh chị bán sớm nên anh chị cũng không bao giờ gọi là giàu kích xù được đâu. Cái quan trọng là giá bán của anh chị. Thậm chí nếu như anh chị giống như cái game vui chơi, có thời điểm mình mua có 1 đô nhưng lên 20 đô, x20 lần, nhưng nó có thể tăng lên tới 40 cho tới 50 lần, 50 đô cho một cổ phần cơ. Đó, vậy quan trọng là giá bán. Còn giá mua thì chỉ cần anh chị mua nắm giữ thấp hơn so với giá trị thực tại của nó là ok rồi. Chị, vậy thì Unikai cũng thế. Anh chị không quan trọng thời điểm này là trước khi nó kết thúc huy động vốn là giai đoạn 15, đang là cái giai đoạn vàng nhất rồi, cái giai đoạn tiềm năng nhất rồi, thì anh chị cứ tập trung gom đi, đừng đợi chờ, bởi vì đợi chờ là mất cơ hội. Anh chị đợi chờ bởi vì anh chị sẽ không biết được ngày mai nó sẽ ra sao đâu anh chị. Đó, anh chị cứ đợi chờ đi, anh chị cứ đợi chờ, ai ai cũng suy nghĩ đợi chờ như thế thì chúng ta sẽ biết đâu chúng ta sẽ tất cả mọi người đều lỡ mất cơ hội anh chị. Đó. Kể cho anh chị một cái câu chuyện, nó không liên quan đến đầu tư doanh nghiệp nhưng nói về ví dụ thị trường coin chẳng hạn. Sáng ngày hôm nay chị thấy nó tăng trưởng lên rất là lớn, tăng trưởng lên Bitcoin từ 60.000 đô lên tầm khoảng 72.000 đô. Đúng rồi anh chị, tức là trong khoảng một đêm thôi là tăng lên khoảng 12.000 đô la trên một cái bit, trên một Bitcoin. Vậy thì câu chuyện rằng là họ mọi người cứ đợi rằng là đợi Bitcoin giảm sâu xuống rồi mới mua đấy anh chị, và đến khi bây giờ nó tăng lên thì anh chị lại cảm thấy tiếc đối với anh chị. Vậy thì chỉ cần anh chị biết rằng là nó có cái giá trị tăng trưởng trong tương lai, nó sẽ tăng trưởng lên, thì không quan trọng là giá mua, mà anh chị phải quan trọng là giá bán. Tức là chỉ cần anh chị thấy rằng cái giá của nó đang thấp hơn so với cái giá trị thực tại của nó là anh chị cần phải nắm giữ, và anh chị phải gom dần. Anh chị giống như cổ phần của Unikai, chúng ta cần phải giữ khi mà chúng ta có khả năng, cứ có điều kiện là anh chị gom thôi anh chị ạ. Cứ có điều kiện là chúng ta gom thì như vậy chúng ta mới có thể sử dụng nhiều cổ phần. Bởi vì nếu như mà anh chị cứ đợi xong đến khi mà cái số tiền của anh chị ấy, anh chị có bảo là anh chị để tiền đấy, anh chị đợi có chương trình này, chương trình anh chị mua, xong biết đâu tự dưng có cái đứa nào đấy nó đến nó bảo anh chị rằng là đầu tư vào đây để nhận lợi nhuận hàng ngày hàng tháng, thế xong tất tay vào đấy xong quay là mất toàn bộ số tiền đấy luôn, đúng không ạ? Đến lúc đấy mà cổ phần cũng chẳng có, mà tiền thì cũng chẳng có, tiền thì cũng mất hết rồi anh chị. Đó, đây là đấy là lý do vì sao mà Vui Nguyễn mong muốn rằng là anh chị chúng ta cần phải có cái tư duy mà gom dần. Anh chị đừng chờ đợi, anh chị cứ tích tiền, anh chị để đấy xong tự dưng anh chị khi mà cái lòng tham nổi lên ấy, có những cái đứa mà nó đến nó bảo anh chị rằng là đầu tư vào đây, đầu tư vào kia, nhận ngày mai nhận lợi nhuận, tháng này nhận lợi nhuận 5-10% hay 20%, và anh chị kiểu bị chạy theo cái điều đó, và anh chị tấp tay vào chỗ đấy để anh chị nghĩ rằng là lấy ngắn nuôi dài, và anh chị mất hết toàn bộ cái số tiền đó luôn anh chị. Đó, và như vậy thì cổ phần anh chị cũng có chẳng có, mà tiền thì anh chị cũng chẳng có. Đó, vậy thì câu chuyện đây đó là cách tốt nhất, đó là chúng ta cứ có là chúng ta gom thôi anh chị. Đó, chúng ta không cần phải chờ đợi, cứ có là mình gom. Vậy thì cứ như vậy liên tục đều đặn như thế thì chắc chắn với anh chị rằng là chúng ta đều sử dụng được những cái cổ phần nhiều nhất, và Unikai nó sẽ là cái lựa chọn cực kỳ thông minh. Nó sẽ giúp cho anh chị là tạo ra được cái thu nhập thụ động, tức là đầu tư một lần nhưng chúng ta hưởng trọn đời anh chị. Với Unikai thì em tin rằng nó sẽ hưởng trọn đời, không chỉ đời con của anh chị, đời anh chị nữa, mà đời con, đời cháu, đời chất vẫn sẽ được hưởng những cái giá trị mà tại thời điểm anh chị tạo ra, đó là góp vốn doanh nghiệp. Tức là đầu tư những cái thương vụ đầu tư khác, nó đôi khi đa phần nó chỉ đến từ cái sự tăng trưởng trên lãi suất vốn thôi. Nhưng đối với doanh nghiệp Unikai của chúng ta thì nó không chỉ đơn giản là có sự tăng trưởng trên lãi vốn, mà nó còn có được cái dòng tiền đến từ cổ tức anh chị. Đó, khi mà công ty, doanh nghiệp làm ăn có lợi nhuận và sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông. Và anh chị chỉ đầu tư một lần thôi, nhưng anh chị sẽ hưởng trọn đời luôn anh chị. Đó, khi anh chị không bán tài sản đi thì cứ doanh nghiệp có lợi nhuận là sẽ chi trả cổ tức, cứ có lợi nhuận là sẽ chi trả cổ tức với anh chị. Thậm chí là anh chị biết không ạ, ngay từ đầu em Vui có chia sẻ rằng là có những người họ đầu tư, ví dụ như anh chị biết đến tập đoàn FPT không anh chị? Nếu như anh chị đầu tư khoảng 120 triệu vào tập đoàn FPT thôi anh chị nhé, thì đến bây giờ là từ 120 triệu đó nó x lên là 1,2 tỷ đồng anh chị. 1,2 tỷ. Tức là từ 120 triệu anh chị sở hữu cổ phần của FPT,
Đến bây giờ anh chị có 1,2 tỷ, chưa kể cái dòng tiền thu nhập thụ động đến từ cổ tức anh chị. Đó, năm nay thì FPT sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ là khoảng hơn 10%, với tỷ lệ là khoảng 10% trên một cổ phần. Tức là 11 cổ phần của FPT sẽ được chi trả là cổ tức là 1.000 đồng. Tức là nếu như anh chị có 1 triệu cổ phần của FPT là anh chị có 1 tỷ tiền cổ tức. Còn chưa kể là cái tài sản của anh chị tăng trưởng lên như thế. Giống như 120 triệu anh chị đầu tư FPT bây giờ thành 1,2 tỷ. Tất nhiên bây giờ chúng ta không nên bỏ ra 1,2 tỷ để anh chị bỏ tiền vào đấy để anh chị sở hữu cổ phần của FPT nữa. Bởi vì nó đầu tư nó sẽ mang liên quan đến tính thời điểm. Em vui đang lấy cho anh chị cái ví dụ đó để anh chị sẽ có cái sự liên tưởng. Đó, sự liên tưởng. Và khi anh chị nắm giữ cổ phần của UST tại thời điểm này cũng như thế, mai mốt một vài năm nữa thôi anh chị cũng sẽ thấy được cái sức mạnh của nó. Tất nhiên đầu tư nó sẽ không giống như việc đầu cơ. Nó sẽ khác, đầu tư và đầu cơ nó sẽ khác nhau. Đầu tư là sẽ làm cho anh chị nó sẽ mất cái khoảng thời gian đợi chờ lâu hơn, nhưng nó sẽ tạo ra cái giá trị tài sản tốt hơn cho anh chị. Nó thực sự là tài sản bền vững anh chị. Còn đầu cơ là anh chị lướt sóng, là anh chị mong muốn có tiền ngay anh chị. Đó, và đầu cơ như thế thì nó sẽ không bền và nó sẽ không bao giờ giúp anh chị giàu được. Đó, vậy thì anh chị cần phải có cái tư duy và sở hữu, lựa chọn cho mình cái doanh nghiệp để chúng ta nắm giữ và chúng ta sở hữu tài sản anh chị nhá. Đó, em xin chào anh Sư Hoàng. Và ngày hôm nay thì Vui Nguyễn cũng giao lưu với anh chị một chút như thế thôi. Và rất là mong muốn là anh chị có thể giúp Vui Nguyễn là chia sẻ cái buổi live stream này. Cũng như là nếu như anh chị không theo dõi được những cái đoạn đầu tiên mà Vui Nguyễn chia sẻ thì anh chị nên cập nhật lại, bởi vì Vui Nguyễn có chia sẻ một số các thông tin rất là giá trị, và anh chị nên cập nhật và nên chia sẻ cho những người thân bạn bè của mình hiểu được những cái điều này và cập nhật được những cái thông tin tuyệt vời này để chúng ta lựa chọn cho mình làm sao mà chúng ta phải sở được nhiều tài sản nhất ở tại tập đoàn công nghệ Unikai của chúng ta, đặc biệt là trong giai đoạn cuối cùng này. Đúng không ạ? Nó giống như cơ hội trong cuộc sống của mình. Khi nó đến mà chúng ta không nắm bắt, chúng ta bỏ qua thì rất là lâu, thậm chí là rất là nhiều năm nữa chúng ta mới có cơ hội được sở hữu tiếp, hay là thậm chí rằng là để cái cơ hội này nó quay lại thì nó sẽ rất là khó, đúng không anh chị? Khi công ty đã IPO rồi, đúng không ạ? Thì để chúng ta quay lại khoảng thời gian để chúng ta mua thì cũng hầu như là rất khó để có thể quay lại khoảng thời gian đó. Vậy thì rất là mong muốn là anh chị chúng ta hãy có cái tư duy rằng là mình muốn giàu là mình phải vận hành tiền, muốn giàu là phải đầu tư, muốn giàu là phải sở hữu tài sản một cách thông minh nhất, thì chúng ta mới có thể bứt phá cái tài chính của mình từ một số vốn nhỏ tăng trưởng lên cái tài sản lớn được anh chị ạ. Và cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều ngày hôm nay cũng đã theo dõi cái buổi chia sẻ của Vũ Nguyễn. Và Vũ cũng rất là mong muốn rằng là anh chị hãy sở hữu cho mình những tài sản giá trị tại tập đoàn công nghệ Unikai của chúng ta. Chúng ta có 250 đô, 500 đô, 1.000 đô hay là nhiều hơn thế thì anh chị vẫn có cơ hội được đầu tư góp vốn cho doanh nghiệp này. Bởi vì đầu tư vào doanh nghiệp thì không quan trọng là anh chị giàu hay nghèo, mà quan trọng là anh chị có tư duy tích sản, đúng không ạ? Nghèo mà có tư duy tích dần thì cũng sở hữu được nhiều cổ phần, đúng không anh chị? Còn giàu mà không có tư duy tích thì cũng không thể sở hữu được nhiều tài sản ở đây, đúng không anh chị? Đó nên là anh chị cần phải tích lũy dần anh chị nhé. Và cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Em xin chào anh Thông Vũ, xin chào anh Sương Hoàng. Ngày hôm nay thì Vui Nguyễn cũng giao lưu với anh chị một chút như thế thôi. Và cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ những cái buổi chia sẻ của Vui Nguyễn. Và chúc cho anh chị một buổi tối thật là vui vẻ, và một buổi tối chúng ta nhận được thật là nhiều giá trị. Và chúc cho anh chị chúng ta đã nhận ra được cái giá trị này thì hãy tiếp tục gia tăng cái tài sản cho mình. Và anh chị chưa đón nhận thì anh chị hãy thiết lập cho mình trong cái việc kiếm tiền của mình sẽ có thêm cái danh mục là đầu tư nữa, để chúng ta có được những cái tài sản mà tạo ra cho mình những dòng tiền để chúng ta có được một cuộc sống tốt hơn cho chính bản thân mình, cho gia đình mình, cho toàn thể anh chị em trong gia đình của mình, đúng anh chị? Và cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều, cảm ơn cô chị Tuyết rất là nhiều, và cảm ơn tất cả anh chị, và chúc cho anh chị và cảm ơn chị nhé. Xin chào tất cả mọi người. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.